Quan sát Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Quan sát Huy đang ghi hình cho quý vị tại ngày khai mạc Festival Linh Bình năm 2024. Quý vị chiêm ngưỡng không khí và cảm nhận cùng với chúng tôi một cái cảm giác khó tả ngày khai mạc. Hàng ngàn người đã trở về đây để chiêm ngưỡng cái không gian tuyệt đẹp này. Ở đây có sự hội tụ của dàn siêu phẩm, dàn cây quý nhất Việt Nam bây giờ. Và thông tin Bonsai Đô Huy nắm bắt được có giao dịch cây quý vị nhé. Có giao dịch cây cho phải không Kim Cúc ơi? Kim Cúc ơi, có phải là có giao dịch cây đúng không? Mà cây giao dịch cây thì ngay tác phẩm giao dịch thì ngay trước mắt quý vị chúng ta. Cây này cây chúng ta có thể quay lại đây. Cây này cây cường trọng quý vị ạ. Chúng ta chứng kiến một cuộc giao dịch cũng như là bàn giao cây ngay tại sân đây của triển lãm Linh Bình ngày hôm nay ạ. Và tác phẩm sẽ được bật mí ngay lúc này ạ. Xin mời tất cả các anh chị em chúng ta có thể đến gần phía và thưởng thức tác phẩm này ạ. Một tác phẩm rất đẹp, rất quý ạ. Cây này cây của Cường Trọc quý vị nhé. Và cây này thì bàn giao cho chủ nhân mới, không biết là ai. Ngay trước giờ khai mạc quý vị nhé. Ngay trước giờ khai mạc thì có một tác phẩm rất giá trị được bàn giao cây. Đây là cây của anh của bạn Cường quý vị nhé. Thì là anh Nam đang chia sẻ tác phẩm này. Anh Nam mình nói to tí nhá, nói to tí cho anh em. Mình có một cái chia sẻ cho nhau đó là hai người thân này đang phát triển rất là tình cảm, đúng là tình cảm. Che chở mà ôm ấp, mà cảm cảm thấy có cái gì đó quan hệ rất là tốt. Trong đó cây vật người đời rất là cao và bóng dáng duy dao ở đây anh đang thấy rất là mịn màng và đẹp. Vì rất đông quý vị ạ. Cũng biết cái cây này một chút mình nói với chị mic. Cây này đông lắm quý vị ạ. Này biết là tôi em vận động. Đưa đây. Đó, đây mà người nói là đàn đến những cái tiêu chí kinh doanh của cái cảnh về gốc cá nhân mình như vậy. Hai là nhìn đến cây như thế này. Một cuộc bàn giao cây. Quý vị thấy đông thế nào? Và bây giờ xin mời em Phạm Xuân Thành, nhà hát A35 ở đâu ạ? Em Phạm Xuân Thành rất trẻ ạ, một tràng vỗ tay ạ. Và một cái bắt tay lần chân trong buổi sáng ngày hôm nay và lễ bàn giao của chúng ta ngày hôm nay. Rất đông chứng kiến cuộc giao dịch em mình xin phép Phạm Xuân Thành rất là trẻ ạ. Và xin thành nhà một tràng vỗ tay ạ. Em chia sẻ một chút với cả hai anh chị ở trong làng cây ngày hôm nay. Em biết bao nhiêu tiền đi. Em tên là Phạm Xuân Thành. Em là
cứ để đặt đặt luôn trên ngoài. Em chia sẻ luôn đi. Em biết được rồi, chú Cường thích cư. Em cứ mạnh dạn nói đấy. Em cứ mạnh dạn lên. Bởi vì làng đây rất cần những người trẻ như em. Em ơi, em mạnh dạn lên. Cứ nói to lên em ơi. Cứ bạo dạn lên em ạ. Người có tiền cứ nói to lên. Người có tiền nó cứ nói to lên. Chị Sam lấy cái tên tình mẹ. Đây là một người có một đây là như là một người mẹ. Một tràng vỗ tay cho em Thanh Hành ạ. Đây là em rất là trẻ. Cường có muốn nói gì không Cường ơi? Cường có chia sẻ một chút. Quý ở đây em Cường, em chia sẻ một chút với cả mọi người. Cường chia sẻ một chút nhỉ? Thực ra là em hơi run. Không phải gì phải run, được tiền mà run gì. Em sẽ chia sẻ về tác phẩm này. Tác phẩm cũng như em Phạm Xuân Thành vừa nói, đây là tác phẩm cũng do em đặt tên để trao cho em Phạm Xuân Thành, tác phẩm tình mẹ. Đấy. Em Thành là ở nhà khách A35 ở Yên Khánh, Ninh Bình. Đấy. Thì em là một người em cũng đang mới bắt đầu vào cây. Đấy. Nên em sẽ chia sẻ lại tác phẩm này cho em và giao chính thức cho em nhé. Quý vị ơi, cho hai chú cháu một tràng vỗ tay nhỉ, cho anh em một tràng vỗ tay. Chuyển nhượng rất là tuyệt vời. Em Phạm Xuân Thành này, anh nói là như này, tất cả những người giao dịch nếu như được giao dịch như hôm nay là người rất đặc biệt. Không phải người nào cũng được coi như là diễm phúc để giao dịch này. Hôm nay giao dịch nó được hai cái yếu tố. Một là chung vui với cả ban tổ chức, những người biết đến tên em, những người biết đến cây này. Là từ cái cây này mà em sẽ được rất nhiều và thưa quý vị, bộ xã Đô Huy đến đây xin phép quý vị được dừng lời đây. Quý vị nhìn thấy đông thế nào, mọi người gần như là đổ kín vào đây để chứng kiến bàn giao cây này. Bộ xã Đô Huy xin được cảm ơn quý vị và xin được chào tạm biệt quý vị, hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.